tháng 6, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy và hung khí trái phép, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Theo đó, chiều ngày 30 tháng 5, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu kiểm tra hành chính một khu nhà trọ trên địa bàn khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại phòng trọ của đối tượng Hữu Minh Tâm, sinh năm 1991, ngụ khóm 5, phường 1, thị xã Giá Rai, gồm một gói ni lông chứa hạt tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy, một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, một số hung khí như mã tấu, kiếm, đao tự chế cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Tâm khai nhận số ma túy trên mua tại thành phố Hồ Chí Minh đem về nhà sử dụng, còn các loại vũ khí là dùng để phòng thân. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.